Xin chào anh chị và các bạn. Khi mà làm những cái video để mình đăng lên YouTube á, thì mình không bao giờ mình giấu là mình là một môi giới bất động sản cả. Mình là một người làm môi giới. Đấy. Và hiện tại thì mình đang làm tự do. Tự do có nghĩa là mình biết một số khu vực nào đó, thì một số anh chị khách hàng thân quen tin tưởng thì sẽ nhờ mình đại diện, mình đi kiếm hàng cho, mình kiếm hàng cho khách hàng. Ha. Bởi vì nếu mà anh chị có kinh nghiệm giao dịch bất động sản á, anh chị có thể thấy là thực ra là bây giờ các sàn giao dịch, các cái công ty môi giới á, mà giao dịch thứ cấp anh chị ha, thì nó rất là tản mát. Tức là sản phẩm có thời điểm thì công ty này có sản phẩm tốt, có thời điểm thì công ty kia có sản phẩm tốt. Cho nên là nếu mà anh chị tự đi mua thì anh chị tới một cái sàn giao dịch, anh chị tham khảo giá thì chưa chắc anh chị mua được giá tốt đâu. Thấy thực sự là như vậy, cái điều đó là thực sự là như vậy. Bởi vì rõ ràng là chị thấy kể cả những sàn giao dịch lớn người ta vẫn sống được, những sàn giao dịch nhỏ hơn người ta vẫn bán được, thì tức là mỗi sàn nó đều có một cái lượng khách hàng, một cái lượng nguồn hàng khác nhau. Đấy. Cho nên là tất nhiên cái thời điểm này là cái thời điểm thị trường khó khăn. Thứ hai nữa là mình thấy cái giá bây giờ nó cái nguồn nguồn cung á, nó rất là tản mát, nó không có tập trung. Cho nên là nếu mà mình làm cho một công ty á, thực sự nếu mà anh làm cho một cái sàn giao dịch nào đó thì không phải lúc nào cũng có sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Đấy, tất nhiên mình bán ở trên cái khía cạnh là cái sản phẩm mình có. Đấy. Rồi, thì mình làm tự do như vậy thì anh chị thân quen tin tưởng thì mới 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 nhờ mình đi kiếm thôi. Còn lại thì nếu mà anh chị cần thì mình giới thiệu cho những cái đơn vị người ta làm lâu năm rồi, người ta có dịch vụ nó cũng tốt. Đấy, thì anh chị liên hệ thẳng bên đấy để mình giao dịch thôi. Rồi, khi mà mình làm những video mà nó chuyên về những cái nhận định về cái thị trường bất động sản á, thì chắc chắn là nó sẽ có những cái sự phản đối, chắc chắn là nó sẽ có những cái lực lượng, những cái con người mà cái quyền lợi của họ nó sẽ bị ảnh hưởng và họ sẽ phản kháng. Thì anh chị và các bạn thấy là trong cái thời điểm giao dịch khó khăn này thì môi giới bất động sản thì nó rất là khó khăn ha, bắt buộc thì mỗi người đều phải có những cái nguồn thu nhập khác, những nguồn thu nhập riêng. Đấy, còn về cái công việc môi giới là nó khó khăn chung. Đấy, và họ dễ tự ái. Nói chung môi giới thì rất là dễ tự ái, rất là dễ giận trong cái thời kỳ mà chúng ta làm ăn khó khăn, đúng không nào? Đấy, và khi mình làm những cái video với nội dung ngắn gọn và nó đi thẳng vào vấn đề, như là cái video mà đất Đà Nẵng mềm và tơi xốp, mua vào cặp đất mà ăn á, thì từ cái video này và những video khác thì bắt đầu có những cái anh em môi giới vào và comment rất là thiếu văn hóa, rất là không có tinh thần xây dựng. Đấy. Thì lúc đầu thì đều là comment là anh là thế này, anh là thế kia. Rồi anh có nhà, có xe, có đất, có này nọ, nhưng mà nói chỉ có vài cái comment. Comment mình comment trả lời lịch sự thì bắt đầu lại loại ra ngược lại anh là môi giới. Ha, rất có vài trường hợp như vậy rồi. Thì để cho các bạn và các anh chị mình thấy là bây giờ thực sự là cái lương tâm của những người làm môi giới bất động sản á, không phải là đánh đồng ha. Tất nhiên mình làm trong nghề mình không thể đánh đồng như vậy được, nhưng mà cái lương tâm của cái nghề này nó bị xuống cấp, nó càng ngày nó càng xuống cấp vì cái đồng tiền mà thôi. Họ xuống cấp, họ bán bất chấp, mà mình thấy như vậy nó không có hay. Vì với một cái sản phẩm khác á, giá trị thấp thì không nói, đây là một cái sản phẩm có giá trị cả đời người, mà anh chị làm những cái trò bẩn ha, rồi anh chị khi mà anh chị không kiếm ăn được trong cái giai đoạn này, anh chị vào anh chị thấy những cái nhận định về thị trường, anh chị thấy điên tiết lên, anh chị phản kháng, thì nó không phải là một cái giá trị mà tôi nghĩ là đúng với đạo đức. Thì khi tôi làm video thì tôi thực sự là tôi muốn làm gì đó nó thật ha, nói thẳng về cái bản chất thị trường, nói thẳng thì nó sẽ bị ném đá thôi. Giống như ngày xưa tiến sĩ Alan Fan ấy, lúc mà thị trường bất động sản đi xuống năm 2008 thì ông nói là muốn thị trường bất động sản Việt Nam nó phát triển tốt thì cứ cho nó rơi tự do. Thì rất là nhiều anh em trong kể cả hiệp hội môi giới bất động sản miền Nam rồi hiệp hội bất động sản Việt Nam rồi lên tiếng ném đá ông, lấy lý cớ gì ông cho hợp lý nó rơi tự do, bởi vì nó là một cái thị trường quan trọng của cái nền kinh tế.
rồi đủ thứ kiểu phải giải cứu, đủ thứ kiểu ông này nói tào lao đấy. Nhưng mà nó có cái lý của nó. Cái thị trường khi mà nó đã vượt quá cái cung cầu, nó không có cân bằng nữa, và cái giá nó bị đẩy lên quá cao thì phải cho nó rơi tự do để nó tạo lập lại cái mốc đầu của thị trường mà thôi. Và tôi cũng cho là cái lý thuyết đó đúng nhưng không có sai. Anh cứ càng cố cứu thì những cái thế lực muốn nâng đỡ thị trường, những cái thế lực chủ đầu tư, những cái thế lực môi giới, họ càng có cớ để họ muốn kéo vãn lại cái thị trường. Đấy, anh phải cho nó rơi tự do nó mới có quay lại cái xuất phát điểm nào đó để thị trường nó minh bạch hơn. Thì họ sẽ kêu la. Anh chị thấy họ kêu la rất là vô văn hóa, và cái sự vô văn hóa này nó cũng thể hiện là cái lương tâm của họ khi làm nghề nó tồi tệ lắm. Và khi mà anh chị đụng đến những cái môi giới, những cái cò đất như vậy á, thì cái không có chuyện gì thì thôi, nhưng mà nếu mà có chuyện hay là bị kê giá hay là bị gì đó thì mình thiệt đủ đường. Đây, có cái bạn này comment thì mình rất là trân trọng ha. Bạn nói là công nhận bạn nói đúng. Mấy người không đồng ý chủ yếu là cò đất và nhà đầu tư chưa ra hàng được. Đấy, thì rõ ràng mình không, những gì mà nói thì chưa hẳn là đúng 100%, mình không có khẳng định là đúng, nhưng mà nó có cái tính chân thật. Nó có cái tính nhìn thẳng vào cái sự việc của thị trường. Bởi vì khi mình nói thật rõ ràng, những người có quyền lợi người ta sẽ bị ảnh hưởng, những chủ đầu tư sẽ bị ảnh hưởng, những môi giới bất động sản đang làm nghề này chính sẽ bị ảnh hưởng, họ bị ảnh hưởng với những cái thông tin mình đưa ra như vậy, họ không bán được hàng. Đúng không ạ? Mình nói anh chị thấy rất nhiều comment à? Rõ ràng rất nhiều comment ở trong cái video của mình, cũng như là những lời mình nói trên video á, mình đều khuyên anh chị á là cái giai đoạn này nó hơi nguy hiểm, chúng ta có thể đợi vào giữa năm sau. Anh chị thấy có cái môi giới bất động sản nào khuyên anh chị là năm sau hãy mua không? Không có, mình khẳng định với anh chị luôn, rất ít, trừ cái trường hợp nào đó đặc biệt thôi. Còn có cái môi giới bất động sản nào, một cái người đang bán hàng nào khuyên anh chị năm sau mua? Năm sau mua lấy gì ăn, lấy gì mà họ bán? Anh chị vào chợ anh chị hỏi mua cá, kêu cá hôm nay không tươi em, ngày mai mua thì chết, trừ phi khách quen quá, khách thân quá. Chứ bây giờ nói cá hôm nay không ngon đâu, biển động cá không ngon lắm, ngày mai mua thì bán cho ai? Trừ trường hợp đặc biệt lắm thôi. Thì tất nhiên khi mà nói ra đều có cái mục đích cả. Tôi làm những video này, thứ nhất là đấy, tôi cũng tìm kiếm những anh chị thật sự tin tưởng, thân quen, là khách hàng. Không cần nhiều, chỉ cần ít, chỉ cần thực sự tin tưởng mà thôi. Đấy, cho tôi đã cần nhiều, bởi vì tôi làm tự do. Thứ hai nữa là tôi còn có những cái cách làm ăn khác à, đúng không ạ? Và tôi làm video này cũng để thu hút các anh chị xem trên YouTube, và cũng cũng để kinh doanh những cái yếu tố phụ trợ thêm. Đấy, cho nên là nói ra đều có mục đích cả, và tôi có cái lý do để tôi có thể khuyên anh chị là năm sau mua. Còn 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 không biết là anh chị có thể kiếm được một cái người môi giới bất động sản nào mà khuyên anh chị là năm sau hãy đi mua không? À, anh chị nhìn họ comment rất là thiếu văn hóa, như là chú mày anh biết cũng hay kê giá sau lưng chiến hữu lắm, bị anh em nó ghét vì ăn bẩn nên anh thương bày cho chú làm YouTube. Anh không nói có anh chị, mình không có biết anh này là ai cả. Rõ ràng và chắc chắn là nói một cái câu nó không có đầu đuôi như vậy. Anh lấy gì để chứng minh được là mình đã từng kê giá với khách hàng? Đúng mà, mình còn không biết ảnh là ai cơ mà. Ảnh nếu mà anh có thể chứng minh được thì anh có thể comment vào trong trong cái bài viết của mình. Đấy, mình kê giá ở đâu, kê giá với ai, bị anh em nào phát hiện ra, kê bao nhiêu, kê với khách hàng nào, năm nào, ảnh hoàn toàn có thể cung cấp ra. À, đúng không? Nhưng mà tới đây thôi là cuộc rồi, không có cung cấp được đâu. Làm gì có cái việc đó. Và anh chị em cũng thấy là mình cũng mới làm YouTube đây mà. Đúng không ạ? Thì cơ bản là cái lương tâm của những người làm nghề nó đi xuống. Đi xuống lắm anh chị. Bây giờ nói đụng đến quyền lợi của họ là họ sẽ kêu ca. Đấy. Thì cái cần câu cơm của họ là bán đất mà. Đấy, mình cũng có hỏi vui luôn đây. Thì mình hỏi là không biết là anh này thì anh làm ở đâu, làm ở Đà Nẵng hả, công ty gì, thì mình công khai đi, mình công khai khách hàng ủng hộ đúng không, mình làm ở công ty ABC nào đó, sàn giao dịch nào đó, khu vực nào đó, thì mình công khai đi để khách hàng người ta thấy, rồi để lại số điện thoại ở trên này đi để khách hàng người ta ủng hộ cho. Đấy, không biết anh có dám để không, nhưng mà với cái lương tâm của anh thì không biết là khách hàng nào dám dám giao dịch với anh không. Đấy,
vì cái lương tâm đi xuống quá, bây giờ bán bằng mọi giá mà. Anh chị lưu ý là ai nói thì cũng có cái mục đích cả, đúng không? Mình ở đây mình tự tin, mình khẳng định là mình không có cần anh chị mua, không có cần anh chị ủng hộ, anh chị xem video là vui rồi. Anh chị xem video, anh chị comment, anh chị hỏi, mình có thông tin mình biết thì mình trả lời, mình không biết thì mình đi tìm hiểu. Đấy. Thì mình không biết thì mình nói mình không biết. Thôi gì đâu, Golden Hill mình không biết gì hết đó, mình nghe khách nói vậy. Nghe đâu là bây giờ 1,5 tỷ bán không được ra hàng, mình biết vậy thì mình nói vậy. Chứ còn không có dám chém gió nhiều, cái gì không biết là nó không biết à. Đấy. Đấy. Thì một số cái chia sẻ ngắn cho anh chị vậy. Cơ bản là sắp tới làm video thì sẽ cố gắng nó chân thật hơn nữa. Chân thật thì sẽ càng bị đấm đá, càng đấm đá thì mình lại cảm thấy là cái nội dung của mình thực sự là nó đúng, vì nó đâm thẳng vào những cái quyền lợi của những cái thế lực đang đang muốn giữ thị trường, những cái thế lực đang muốn bán ra, những cái thế lực đang muốn có giao dịch để hưởng hoa hồng. Đấy. Thì khi quyền lợi ảnh hưởng thì họ sẽ phản kháng, họ sẽ có ý kiến, đúng không? Thì họ có thể nói xấu gì đó, họ có thể đặt điều, họ có thể vu vạ cho mình là lừa đảo khách hàng, vân vân. Thì mình sẽ tiếp tục mình lừa đảo khách hàng bằng cách mình sẽ nói anh chị ơi, năm sau mua đi, hoặc là năm sau khỏi mua luôn, 2 năm nữa mua cũng được, 3 năm nữa mua cũng được. Mình lừa đảo bằng cái cách đó, mình lừa đảo bằng cái cách là mình không bán hàng cho khách hàng, mình không chỉ cho họ mua. Còn có những người mà anh chị thấy comment đây, có thể họ sẽ không lừa đảo anh chị đâu, họ chỉ dụ anh chị mua mà thôi, đúng không? Họ dụ, họ muốn anh chị mua đất, họ muốn anh chị đầu tư vào thời điểm này, một lô đất 2 tỷ mấy thì cái hoa hồng là 1%, chúng ta được 20 mấy triệu, đúng không nào? Còn mình thì mình sẵn sàng lừa đảo các anh chị bằng cách là mình không có bán gì cho anh chị cả, mình không có tư vấn anh chị mua lúc này. Đấy, mình có thể lừa anh chị vào cái thời gian sau. Đấy, cảm ơn anh chị đã xem video và hẹn anh chị trong những cái nội dung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.